Chào bác nha, chúc các bác một ngày mới vui vẻ nha. Thì hôm nay này lại tiếp tục chốt thêm một em Giang Ma nữa nha các bác. F54T nha. Máy về An Giang nha. Này. Nguyên bản nguyên ghi này. Động cơ rất chi đẹp luôn nha. Vỏ lốp này. Máy về An Giang nè ông bác mình nè. Chốt màu còn lẹ luôn. Con này hôm qua ông bác mới điện hôm qua, hôm nay ông bác lên xem chốt liền nha. Này. Động cơ 4 máy. Động cơ Giang Ma bếp kim nha. Dòng này ngon lắm. Động cơ của dòng này đã lắm. Tiếng máy nổ ra thì hầm luôn nha. Dòng này 51 mã lực. Hai cầu tại lá trợ lực cơ toàn bộ nha. Lấy ra cái bóng đèn luôn hả? Này vỏ luôn nè. Lấy về trong ngày luôn hả gì bác? Lấy về trong ngày luôn. Vậy em ngày xới luôn hay sao? Có gì xới sẵn hết chưa? Rồi vậy là xuống đồng rồi lụng luôn à. Vỏ nè. Cái đẹp. Đi cùng với mấy anh mình nè. Này. Có gì đâu ngại. Này sao đồ nha. Kiếm dây chằng vô đầy đủ cho ông bác mình hết rồi. Dạ yeah, nó bu gô còn. Chúng nguyên hết nha. Động cơ còn rất chia đẹp luôn. Con này số cơ bên cơ. Chốt màu còn lẹ luôn nha. Ông bác mình điện hôm qua gì bữa nay ông bác mình lên xe máy là chốt vào trong ngày luôn. Quẹ An Giang này lắp cho ông bác mình cái bình HV mới luôn nè, bình rất khô bình xịn luôn nha. Động cơ này quá đẹp luôn, dòng này 51 mã lực. Rồi lên xe nhé bác, đang gỡ cái mui che nắng xuống nha, tại vì chiếc xe cái thùng xe nó không có vừa nha các bác. Máy về chị Tôm An Giang nha, dân mà Giang Ma F54T nha. Cái máy này gì bác chủ kêu để nguyên bản nha, không có dặm sơn cho bác chủ nha. Này, vỏ đầu còn rất đẹp nha, vỏ sau cũng rất là đẹp luôn. Đang gỡ cái mô cho bác chủ. Này, về chị Tôm An Giang nha, lên xe cho bác ngồi trong ngày luôn nè. Rồi lên xe chúc chủ và làm khách tài nha, máy cài Giang Ma F54T nha, máy quà chi Tôm An Giang nha các bác. Này ông bác chú cái màu luôn lẹ luôn nha, quà trăm ngày cho bác mình luôn. Các bác nhà mình ai đang quan tâm các dòng máy của Bata hoặc Giang Ma đề mới thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Này, địa chỉ cửa hàng này. Cửa hàng Nam Cơ ở Khoái nha. Địa chỉ ấp Lâm Mình A, Xâm Hậu, Lê Dung, Tinh Pháp nha. Các bác nào đang quan tâm các dòng máy của Bata đề mới thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha và Giang Ma. Này bên cửa hàng gì đủ phụ tùm và phụ kiện đi theo máy đầy đủ cho ba bác lựa chọn thoải mái nha.